Theo quy hoạch diện tích đất do cho giao thông tỉnh, Hà Nội phải đạt 4% trên diện tích đất đô thị, nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6%. Trong khi số lượng xe ô tô ngày một tăng nhanh, thì các điểm trông giữ xe ô tô hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội còn rất hạn chế, mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu. Thiếu nghiêm trọng nơi độ xe thì việc hàng loạt các điểm trông giữ xe tự phát không phép mọc lên trên các khu đất trống và tồn tại như một điều tất yếu, gây ra nhiều hệ lụy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng chống cháy nổ hàng trăm ô tô được trông giữ ngày đêm. Các hàng xe được xếp đỗ san sát nhau không còn khoảng trống. Thiếu các thiết bị phòng chống cháy nổ. Đại diện các điểm trông giữ này đều cho rằng chỉ tận dụng đất dự án chưa triển khai để tạm trông giữ xe cho cán bộ công nhân viên hoặc cư dân tòa nhà. Hiện tại chỉ là khu trông giữ xe nội bộ dành cho cư dân tại dự án. Bọn em cũng đang rất mong muốn là các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện đấy để tất cả những cái khu vực chống tại dự án là có thể sử dụng cho cư dân được cấp phép. Lý do là vậy, nhưng theo lực lượng chức năng, tất cả đều biết ai cũng có thể gửi xe ở những điểm này khi có nhu cầu. Nếu bãi giữ vẫn còn chỗ và tất nhiên phải trả tiền. Ngoài bị xử phạt hành chính, các điểm vi phạm này phải cam kết, khắc phục. Lực lượng chức năng cũng sẽ đề nghị chính quyền và cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý dứt điểm cái đỗ mật độ xe này là quá dày và không đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ và chúng tôi yêu cầu là phải sau cái việc xử phạt này phải có cái biện pháp để có cái cái khoảng cách mà sau khi xảy ra sự cố thì còn có cái vấn đề cứu chữa và cháy cháy kịp thời và phải trang bị các cái bình dụng cụ cầm tay ở công tác phòng cháy cháy theo từng từng ô cara chỉ từ đầu năm đến nay, riêng lực lượng thanh tra giao thông và liên ngành thanh tra cảnh sát trật tự công an thành phố Hà Nội đã xử lý trên 250 trường hợp vi phạm về trông giữ phương tiện các vi phạm phổ biến là chiếm dụng lòng đường vỉa hè, các khu vực bãi trống, đất dự án để tổ chức trông giữ xe trái phép, phạt tổng số tiền gần 1 tỷ 200 triệu đồng.